cái luyện vòng tròn lượng giác và cái đường thẳng. Tiếp tục phần này chúng ta sẽ làm thêm một vài bài tập nữa, cụ thể như sau. Và lưu ý là cái đề bài phía dưới nha. Rồi. Bài số 248. Rồi. Vật chế độ với phương trình là x bằng 6 cos 4 pi t cộng pi 6. Pi 6 cm. Không? Rồi nhé. Xác định thời điểm và lần thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng. Lần thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng. Hôm qua mình vừa nói xong, vật có động năng bằng thế năng như nào? Động năng bằng thế năng khi x bằng cộng trừ a chia căn 2. Mà đây nó hỏi lần thứ 2014 lận. Lần thứ 2014 lận là lần thứ 2014. Bây giờ mình mới dùng cái đường tròn là chính và dùng thêm cái đường thẳng liên kết với đường thẳng xem như thế nào nha. Đường tròn thì mình vẽ đường tròn thôi, tương đối thôi. Dạ. Đây là biên độ là 6 này. Và đây là trừ 6 này. Vật có động năng bằng thế năng tại vị trí x bằng cộng trừ a chia căn 2. Cộng trừ a chia căn 2 tức là cộng trừ 6 chia căn 2 á. Đây này. Một vị trí này. Hai vị trí này, đúng không? Đấy, động năng bằng thế năng chỗ này. Chỗ này. Tương tự như vậy bên đây. Mình cũng hạ cái đường vuông góc xuống. Ở đây nó không hỏi là chiều âm hay là chiều dương, nên là mình có thể là chọn tất cả các điểm mà động năng bằng thế năng. Lưu ý là trong một chu kỳ vật đi qua vị trí có động năng bằng thế năng 4 lần nha. 4 lần nè, 1, 2, 3, 4, đúng không? Mà nó hỏi lần thứ 2014 là lúc nào? Là lúc nào? Vậy thì phải tính từ thời điểm ban đầu, tức là thời điểm t bằng 0. Vậy t bằng 0 đang ở đâu? T bằng 0 đang ở pin 6 này. Bởi vì dưới pin 6 lên. Dạ. T bằng 0. Tức là T bằng 0 đang nằm đây này. Được chưa? T bằng 0 đang nằm đó. Vậy nó quay. Nó quay mình biết một vòng của nó á. Một vòng của nó vậy này. Nó đi được 4 lần, đúng không? 1T được 4 lần. Vậy thì 2014 lần bao nhiêu t, đúng không? Mình lấy 2014 mà chia cho 4, 503,5 chu kỳ. 503,5 t thì mình không có tính được rồi, đúng không? Vậy thì mình sẽ rút ra là 503 chu kỳ cộng với 0,5 chu kỳ. Thấy chưa? 0,5 chu kỳ. Vậy này. 503 chu kỳ đi được bao nhiêu lần? 503 chu kỳ nó qua bao nhiêu lần? Nhân cho 4 lên. Nhân 4 lên tức là gì? 3, 4, 12 nè. Đúng không? 10 nè. 2. Được 2012 lần rồi. Chúng ta lấy 503 mà nhân cho 4. Sau 503 chu kỳ nó đi là được 2012 lần và còn thiếu 2 lần nữa. Mà sau 503 chu kỳ thì lại về vị trí này. Đúng không? Thì có nghĩa nó phải đi thêm 2 lần nữa, tức là 500 với là 2014, tức là đi đến đây. Đúng không? Vậy góc về cái cầu mình tính là cần tính cái nào? Từ đây đến đây này. Được chưa các bạn? Nên là cái 0,5 chu kỳ này mình coi như là không tính cái nó nữa. Nên là mình tách như thế để mục đích là mình tìm số 503 này thôi. Chứ mình không có tìm số 0,5. 0,5 là cái lẻ ngoài mà, nên là mình không cần tìm. Đó. Vậy nhiệm vụ của mình phải tính góc từ đây đến đây. Đấy, cái này có phi. Được chưa? Phi. Đấy, góc này từ đấy này. Bao nhiêu xem nó bằng bao nhiêu. Thì lúc đó mình tìm được thêm cái thời gian 503T này cộng thêm cái thời gian mà mình cần mình tìm được nữa. Đúng không? 503 vòng.
đi được 2012 lần về đây, cộng tiếp cho một cái khoảng thời gian này để đi được 500 2013 này, 2014 này. Đó, đúng không? Đấy. Vậy giờ mình tính góc này. Góc này bao nhiêu? Nhắm mắt. Nói thật là nhắm mắt. Em pin 6 này. Đấy, đúng không? Pin 6 sao nào? Đây, thằng này pi trên pin 3. Pin 3 mà cộng thêm thằng này pi trên 4 nữa. Hòa cho nó pi trên 4 hay vậy? A chia căn 2 này. Đúng không? A chia căn 2. À, vậy góc này là pi chia pin 4 trừ đi và pin 4, đúng không? Vậy thì cái thời gian teo được, cái thời gian mà cái góc mà quét thêm á, tức là delta phi thêm nữa là thành là pi chia 3 mà cộng cho pi chia 4 là bằng mấy? 7 pi chia 10 12 phần 3 phần 4 là 7 phần 10 12, thấy chưa? Rồi nhé. 7 phần 12 thì mình biết ngay là thời gian t nó sẽ bằng là 7t mà chia cho 20, 24. Vậy thời gian mình cần tìm, tức là t sẽ bằng 503 chu kỳ mà cộng thêm 7t mà chia cho 20, 24. Đúng không? T lấy đâu ra? T này. Lấy 2π chu omega t mà lắp cái này vô, lắp số luôn. Mình được cái đáp án ở phía dưới cái phần trắc nghiệm, cái ABCD phía dưới các bạn. Đó. Đây là một kết quả cuối cùng. Nếu dùng đường thẳng thì sao? Dùng đường thẳng thì sao? Nè. Đường thẳng. Sáu là từ 6, được không? Biểu diễn vị trí động năng bằng thế năng, tức là vị trí này và vị trí này. Đấy. Mình cũng làm y chang luôn. Tức là 5 1 chu kỳ là 4 lần, 503 phép 5 chu kỳ là 4 lần, đúng không? Vậy thì mình 503 chu kỳ thì lại quay về vị trí cho trên này. Đấy, ban đầu đang ở đây này. Đấy, ban đầu đang ở đây, nó quay 503 vòng thì lại về vị trí này, và nó quay thêm qua đây lại đụng, nó đụng vào chỗ này. Đấy, nó đụng vào chỗ, từ đây này, từ cái vị trí mà ban đầu mà quay 503 lần rồi, nó chạy thêm nữa, quay thêm. Vậy đúng rằng thằng này tức là chỗ này. Đấy, rồi đến chỗ này. Rồi mình biết từ đây đến đây á, mình học thuộc á thì từ đây đến đây nó là T chia 6. Học thuộc tiếp nữa, từ đây đến đây T chia 8. Và cộng lại nó cũng bằng 7T chia 20, 24. Đấy, hiểu chưa? 6, hai thằng này cộng với nhau thì ra đúng thằng này. Nhưng mà thằng này mình nhìn rõ rồi, đúng không? Học thuộc thì bạn phải hiểu được thằng này mới học được cái này chứ, đúng không? Rồi, ok, xong bài này. Rồi chúng ta chuẩn bị bài tiếp theo.